Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lại lên cái clip này các bạn nhé. Thì khá lâu rồi không có những cái clip mà về máy Hàn. Hiện tại là đang đây 11:49 các bạn nhé. Đó. Hiện tại giờ đang trưa rồi. Thì hàng các bạn đặt hôm qua hôm kia mình gửi đi sáng nay rồi các bạn nhé. Và hiện tại mình vẫn đang làm hàng cho những cái đơn mà vừa mới đặt. Thì hàng vừa mới đặt đấy thì ngày mai mình sẽ gửi tất cả những cái đơn mà lúc sáng mình báo mọi người là mình đã gửi rồi. Bây giờ mình đang cố gắng làm tiếp để những cái đơn cho ngày mai đây. Thì hàng của mình là luôn luôn là hàng mới các bạn nhé, không có hàng cũ đâu, hàng mới hoàn toàn luôn. Thì những cái linh kiện của mình làm thì đảm bảo mọi người là hàng chất lượng và linh kiện tốt các bạn nhé. Đấy, vì vậy mới được mọi người yêu quý và ủng hộ. Hàng mình làm không kịp là nguyên nhân là mình đặt cái chữ tín mà uy tín của mình lên hàng đầu và chất lượng. Đấy, chất lượng các bạn ạ. Giá cả thì cái đó sẽ đi đôi với chất lượng thôi các bạn ạ. Bởi vì giá mà rẻ mà để nói mà đòi chất lượng tốt thì không có đâu các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm của mình đang chuẩn bị gửi đi đây. Thì mình cũng vẫn làm máy Hàn thôi bạn, mình chỉ có làm máy Hàn, máy sạc ắc quy rồi là biến áp theo yêu cầu. Thế anh em có những cái biến áp muốn làm biến áp yêu cầu nào ấy, thì cứ báo mình sẽ nhận làm các bạn nhé. Và thời gian thì các bạn phải dao động khoảng tầm 3 đến 4 ngày, thậm chí có những cái biến áp mình nhận khoảng tuần mình mới làm được. Đúng. Bởi vì ngoài công việc này ra thì mình có sản xuất nội dung trên kênh nữa, chứ mình không làm mỗi cái hàng này đâu. Bây giờ mình sẽ quay về cam sau để cho các bạn nhìn kỹ và từng chiếc máy của mình làm ở trên đây các bạn nhé. Đấy, thì mình bật ra cái cam góc rộng này thì quay nó sẽ bao quát toàn bộ cái bàn này của mình. Và đây, đây là một chiếc mẫu máy bên mình đang sản xuất các bạn nhé. Mình sẽ zoom này. Đó, thì hình ảnh ánh sáng nó hơi không được tốt. Lát nữa mình sẽ test, mình sẽ đem ra ngoài trời mình test cho mọi người xem. Và khi bạn nhìn thấy nó ở ngoài trời nó sẽ đẹp đến mức độ nào. Đấy các bạn nhé. Các bạn nhìn này đã thấy ok rồi đúng không? Để mình thắp thêm một cái bóng điện vào đây nữa cho nó sáng các bạn nhé. Đấy, nó có ánh điện thì nó sáng hơn được một chút. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bọc những cái ống cái đoạn thắt nút này lại. Đó, để cho nó giữ ở đoạn này các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng những cái sợi dây rút như thế này và mình vẫn hay làm thường xuyên như vậy các bạn ạ. Làm xong thì chúng ta sẽ tra cho nó một vài giọt keo con voi vào để nhằm mục đích là cho nó cứng cái đoạn này lại các bạn nhé. Và công đoạn này mình sẽ tua nhanh các bạn nhé. Đấy, như vậy là mình đã làm xong các bạn nhé. Đây, mình sẽ đưa camera sát về cho mọi người. Đó. Đây mọi người nhé. Đó, dây đồng hoàn toàn đây. Hàng dây đồng chất lượng cao đấy các bạn nhé. Chứ không phải là mấy cái hàng vớ vẩn đâu các bạn ạ. Hàng của mình đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu. Và nhằm đảm bảo các bạn có một sự trải nghiệm mua hàng bên mình gọi là một cách gọi là tuyệt vời nhất các bạn nhé. Ok, thì lúc trưa mình có làm xong ấy, mình buồn ngủ quá, mình không quay được nữa thì bây giờ mình lại tranh thủ quay lên đây cho mọi người xem các bạn nhé. Và mình sẽ cân thực tế một chiếc máy của mình. À đây, cái cân của mình đang bị lệch
100g các bạn, 100g cũng sẽ làm nhiều anh em thắc mắc đấy. Đây, của nó dao động khoảng 1,7 kg đến 1,8 kg các bạn nhé. Đó, con máy 400W. Đây, à, mình bảo mang ra ngoài quay được thì nó đẹp hơn, nhưng mà không mang được các bạn ạ. Giờ này thì ngoài trời cũng đã tối rồi. Đây các bạn, nó 6 giờ kém rồi. Đây, thì đây là tổng thể chiếc máy, thì chiếc nào nó cũng như chiếc nào thôi. Nó đây, nó chỉ chênh lệch nhau khoảng nửa lạng các bạn ạ. Nó phụ thuộc cái quai, này to hơn cái lúc nãy này. Đây này, đấy. Nhìn cái này màu hơn này. Đấy, cái này dày hơn một chút. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test mối hàn trên những cái chỗ này các bạn nhé. Đây, mình có chuẩn bị chân quay các thứ để kẹp vào đây để cho mọi người xem rồi. Các bạn chờ mình điều chỉnh hướng quay các bạn nhé. Đây các bạn, mình sẽ mới đầu mình sẽ để góc rộng này. Đây, góc này góc rộng, mình sẽ lấy một cái bất kỳ các bạn nhé. Đây. Đó, mình sẽ cắm đại khái khoảng 3 chiếc đi. Đấy, cắm khoảng 3 chiếc đầu tiên các bạn nhé, chưa thử lần nào đâu. Đấy, và bây giờ mình sẽ hàn trên những cái mối rất là khủng ở trên đây. Đó. Đây mình hàn, mình test các thứ, nó dính nhiều thứ quá. Toàn là các cái chiếc vụn thôi. Thì đây mình sẽ gạt bớt bớt đi nhé. Rồi. Nhìn cho nó sạch sẽ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành test trên con này các bạn nhé. Đó, sẽ đưa sát về mối hàn. Chúng ta lưu ý, mối đầu tiên này chúng ta bóp nhả nhé. Đó, thiếc chảy cực kỳ là nhanh, chỉ trong vòng tích tắc các bạn ạ. Đó, mối hàn của các bạn nếu mà to như này thì hàn chỉ trong vòng vài giây. Đây, cái đống thiếc bên này nữa đây. Mình sẽ thổi và bóng, làm bóng lại cái đống này nhé. Đó các bạn ạ. Đối với máy của mình thì làm những cái tác vụ to lớn như thế này thì nó rất là đơn giản thôi, không giống hàng chợ như anh em mua đâu các bạn ạ. Đó, đây, sau khi đầu thiếc của chúng ta đã bóng như thế này thì các bạn có thể hàn trên những cái vật liệu khác. Các bạn lưu ý nhé, khi thay đầu hàn mới thì các bạn phải tráng một lớp thiếc vào đây cho mình. Rồi, tiếp theo đến con thứ hai này. Đó, 10 con như 10 luôn, mình sản xuất ra nó đồng loạt hết rồi các bạn ạ, vào quy củ hết rồi. Có nghĩa là 10 cái thì nó sẽ hoạt động như 10 và không có cái nào trục trặc cả. Mình dám khẳng định luôn các bạn nhé. Về độ bền thì các bạn yên tâm luôn. Đó. Loại này thì độ bền cực kỳ là cao và không có cái vấn đề gì khi anh em sử dụng một chiếc máy của mình gửi đến cho tất cả mọi người cả các bạn ạ. Đó. Sẽ không có cái chút gì gọi là trục trặc đâu. Vì tất cả những chiếc máy của mình là test kỹ trước khi gửi cho anh em. Và thậm chí mình bấm này. Đó. Test những cái mối hàn này cực kỳ là to và cực kỳ là bao ngấu. Anh em không thể tìm được đâu chiếc máy mà gọi là vừa chất lượng và vừa ok như thế này. Và hình thức mẫu mã đây, các bạn tuyệt vời luôn các bạn. Đó, đây anh em nhé. Đây, mối hàn trên những miếng tôn luôn các bạn ạ. Không phải là trên những cái dây điện hoặc là những cái này mình chưa cắm điện các bạn. Ba cái rồi. Đó, mình đã test hết rồi. Đây, thì mình sẽ nhân tiện đây, mình sẽ test luôn cả cái đống này các bạn nhé. Mình sẽ cắm điện vào và test toàn bộ luôn. Thì tất cả những chiếc máy của mình được gửi đi là đảm bảo mọi người là ok và test rất kỹ rồi các bạn nhé, không có trục trặc gì đâu. Và có trục trặc gì thì mình sẽ bảo hành cho tất cả mọi người đấy. Nhưng mà trường hợp một cái máy của mình mà bị trục trặc thì hiếm lắm các bạn, muốn hỏng cũng khó các bạn ơi. Dòng này thì các bạn nhìn những cái công đoạn mà mình làm đấy, biết là cái chiếc máy của mình gì đấy, các bạn thấy chưa, mình tự tin là thử trên trước ống kính là chưa một lần nào thử nhá. Đây là toàn bộ máy chưa thử một lần nào. Đó mà mình thử đây, 10 cái được cả 10 luôn, không có vấn đề gì các bạn. Đấy. Con nào con đấy là chảy thiếc âm ầm. Đấy. Đầu hàn của nó là sử dụng, các bạn có thể kiếm đầu hàn từ 2 ly rưỡi cho đến 3 ly các bạn nhá. Đây. Mình hàn trên những cái miếng tôn này nó tản nhiệt ra xung quanh này rất là lớn các bạn nhá. Chứ không phải như những cái mối hàn dây điện bình thường thì anh em chỉ tản nhiệt ở những cái đầu dây điện thôi. Thế nhưng mà trên miếng tôn này, miếng tôn ấy là nó sẽ tản nhiệt ra xung quanh này, sẽ mất một cái lượng nhiệt rất là lớn các bạn ạ. Đó, mình test đến con thứ 8 rồi vẫn ok đây các bạn. Đó. Đây. Đó, 10 con như 10 nhá các bạn nhá. Đây. Các bạn yên tâm và sử dụng máy của bên mình thì đảm bảo mọi người là ok. Đó. Đây. Tất cả những cái mối hàn này hàn ok hết các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển góc rộng cho anh em xem và tham khảo đây. Đây,
Thì đây là phiên bản 400W này, giá là 480.000 hàng bao ship. Đấy các bạn. Đó. Mình sẽ đưa về góc rộng cho các bạn nhìn này. À, góc hẹp. Anh em nhìn thực tế hơn. Đây. Máy mình làm thì nó rất là gọn gàng và những cái phê phía ghép rất là đẹp các bạn nhé. Không như máy ngoài chợ đâu anh em ạ, nhìn ghép phê lôm côm. Phê bên mình thì các bạn nhìn phê là cũng biết là phê tốt rồi. Đó, công tắc này. Đảm bảo mọi người là xịn luôn. Rồi. Đây là phiên bản 400W nhá, giá 480, còn phiên bản 330 là hiện tại đang không có trên bàn đây và trong nhà cũng đang hết rồi. Mai mình sẽ có clip về cái phiên bản 330. Thì những phiên bản 330 là giá là 380.000 hàng bao ship toàn quốc các bạn nhé. Rồi, anh em mua cái sản phẩm nào liên hệ với mình qua cái số Zalo mình ghim trên màn hình. Và lưu ý đặc biệt nữa là mình chỉ dùng một số duy nhất các bạn nhé, không có số thứ hai. Các bạn lưu ý tránh tình trạng là có những anh em download những cái clip của mình về và đăng lên và bán. Thì hôm vừa rồi ấy cũng có mấy anh em đã dính rồi. Thì người ta cũng rất là, có nghĩa là người ta khéo nói, người ta bảo đây là cơ sở 2 của mình đó. Thế nhưng mà mình chỉ có làm một mình thôi, không có chỗ nào nữa đâu các bạn nhé. Và số điện thoại mình cũng chỉ có một, và Zalo mình cũng chỉ có một, và kênh YouTube này cũng chỉ có một, không có hai các bạn nhé. Các bạn mua ngoài kênh YouTube là không phải hàng của mình, thì lúc đó các bạn sẽ không được cái chế độ bảo hành và chất lượng máy như bên mình đề ra đâu các bạn ạ. Đã rất nhiều anh em dính và đã nhắn tin cho mình rồi đấy. Thì như những các cái nền tảng khác như YouTube, như TikTok hoặc là Facebook thì mình sẽ không đánh được bản quyền, nhưng mà nếu mà đang bên YouTube ấy, thì mình sẽ gỡ được những cái video đó. Đó. Còn nếu mà những các bạn đó mà download video của mình về đăng bên TikTok này hoặc là Facebook thì mình sẽ không làm gì được các bạn ạ. Đấy, thì lúc đó các bạn phải cân nhắc nhé. Mình chỉ đăng ở trên YouTube thôi, không có ở Facebook này, không có ở TikTok các bạn ạ. Rồi, các bạn mua sản phẩm nào liên hệ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.